Good morning các bạn. Sáng sớm thức dậy qua lái xe mệt ngủ đã dễ sợ luôn. Ở cái hotel này mình tính ở đêm thôi, nhưng mà con thấy nó thấy mát mẻ, cũng gần nhiều nơi đó. Bây giờ siêu cho nên mình định book thêm 2 đêm nữa, mà nó không còn cái 2 giường, nó đòi một giường king bed, mà nó thêm hơn 20 đồng đêm nữa, cho nên mình phải tìm hotel khác thôi, hoặc là mình có thể book lại cái hotel này, thấy cũng ok đó. Hotel này đây nè, sáng thì có free breakfast, mình cũng sắp đi vào ăn lại, khoảng vài phút nữa nó mở. Bây giờ cái hotel này ở đây thì nó sát bên cái freeway 22 Garden Grove, nên cũng thuận tiện lắm. Xẹt ra đó là đi Long Beach, LA. Anyway, thôi mình vô ăn miếng rồi cho con ngủ vài tiếng nữa, chuẩn bị đi triển lãm anime. Free breakfast chỉ có cái bánh bagel với bánh này với cereal toast thôi à, không có nhiều lắm. Cái này nó gọi là cereal cũng với milk. Rồi có cái yogurt này, ăn rất là dở luôn, nhưng mà thôi kệ, free mà. Sáng thật là dứt tệ luôn, nhưng mà thôi kệ, ăn chút đỉnh cho nó đỡ sốt ruột. Bây giờ mình lên nghỉ ngơi chút nữa, khoảng cho con nó ngủ đến 9 giờ đi, rồi đi. I miss the skyline. I don't know what you expected for any expo that manages to score a place in Los Angeles, Dad. That guy has straight up, straight up.
trời, vô đây được rồi, bây giờ mình cũng biết đi đâu lang thang. Đi cũng hết 3 tiếng đồng hồ rồi từ hotel ra đây.
Truck behind me.